Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải Trí. Rất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc với tựa đề Phi cơ, tàu thuyền dày đặc, biển đông quá hẹp cho những toan tính. Xin mời quý vị cùng đón xem. Công bằng mà nói, việc thai ngén bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn, chiếm gần 90% diện tích biển đông không phải là thai sản của Trung Cộng, mà là thai nhi của Trung Hoa Dân Quốc thời thống chế tưởng giới thạch. Có lẽ sau Thế chiến 2, Trung Hoa Dân Quốc cùng với Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô là năm cường quốc lãnh đạo thắng lợi cuộc chiến chống lại khối trục Đức, Ý, Nhật, cũng là năm nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau này. Khi ấy, tàu tưởng cùng bốn cường quốc kể trên đã tiếp nhận chiến thư đầu hàng của Nhật, tiếp quản và tước khí giới quân đội Nhật ở những quốc gia mà phát xít Nhật chiếm đóng trong đó có Việt Nam. Cũng là thời điểm tàu tưởng chiếm đóng đảo Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan tiếp tục quản đảo này cho đến ngày nay và rất có thể bản đồ hình lưỡi bò đã ra đời trong thời điểm này. Nói cách khác, nếu tưởng giới thạch không thai ngén cái lưỡi bò này thì chưa chắc Mao Trạch Đông năm 1949, Đặng Tiểu Bình năm 1979 và Tập Cận Bình năm 2009 biết đến cái lưỡi bò ngang ngược và tì tình hình Biển Đông có thể sẽ khác. Cho nên, ý tưởng hình thành bản đồ hình lưỡi bò chiếm gần 90% diện tích Biển Đông làm ao nhà là của tàu tưởng chứ không phải là tàu cộng. Có vẻ như ý tưởng đó copy theo chiến lược chiếm hữu Vịnh Mexico của Tổng thống Mỹ Monroe. Monroe chiếm hữu vịnh Mexico, độc chiếm nguồn tài nguyên biển khổng lồ và làm ao nhà phát triển hải quân, biến Mỹ thành cường quốc biển như hiện nay. Thì tàu tưởng trước đó và tàu cộng sau này cũng muốn chiếm hữu biển đông để độc chiếm nguồn tài nguyên biển khổng lồ, để làm ao nhà và phát triển hải quân thành cường quốc biển, từng bước đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi Châu Á Thái Bình Dương, tiến tới thay Mỹ làm siêu cường hải quân số một trên toàn cầu. Nếu tưởng giới thạch chiếm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1945, Mao Trạch Đông chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, Đặng Tiểu Bình chiếm bảy bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa năm 1988 đã tạo ra sóng gió trên Biển Đông, thì Tập Cận Bình mới chính là người thổi bùng lên bão tố. Không phải là bão tố từ quyết định tôn tạo bảy thực thể trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam thành bảy đảo nhân đạo quân sự hóa bảy đảo biển này và một số đảo trong quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam, thành lập thành phố Tam Sa, chiếm đóng bãi cạn Scarborough của Philippines mà chính là quyết định của Tập Cẩn Bình xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Cộng, tương tự như Hồng Kông và Đài Loan. Nghĩa là Biển Đông là một phần không thể tách rời khỏi Trung Cộng. Nói cách khác, Trung Cộng xem Biển Đông là của mình, bất chấp phán quyết tòa trọng tài về luật biển trong vụ kiện của Philippines và bác bỏ yêu sách độc chiếm gần 90% diện tích Biển Đông theo bản đồ hình lưỡi bò sai trái của Trung Cộng. Nếu Tập Cận Bình quyết định biến gần 90% diện tích Biển Đông theo bản đồ hình lưỡi bò là lợi ích cốt lõi của Trung Cộng, làm bùng lên bão tố thì quyết định vận dụng tùy tiện đường cơ sở theo công ước quốc, quốc tế về luật biển năm 1982 vào cái lưỡi bò ấy bậy bạ đó để xác định lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Trung Cộng mới thật sự tạo ra siêu bão. Bởi nếu như giả sử Trung Quốc căn cứ vào đường lưỡi bò phi pháp để độc chiếm và độc chiếm được cái biển Đông thì Việt Nam còn có thể giữ được bãi tư chính và rốn dầu Nam Côn Sơn. Malaysia còn giữ được vùng khai thác dầu Nam Trường Sa. Indonesia không mất một phần biển. Philippines không mất đảo Thị Tứ, vân vân. Nhưng nếu Trung Cộng căn cứ vào đường cơ sở của cái đường lưỡi bò bậy bạ ấy để xác định vùng đặc quyền kinh tế và giả sử Trung Cộng thực hiện được, thì Việt Nam Malaysia, Philippines, kể cả có một phần biển của Indonesia không dính dáng gì đến Biển Đông cũng đều bị thiệt hại nặng nề. Riêng Việt Nam không chỉ mất trường xa, mất bãi tư chính, mà ngay cả rốn dầu Nam Côn Sơn cũng bị cái lưỡi bò ấy liếm mất một phần. Bởi đó, tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và các nước có lợi ích hàng hải qua Biển Đông đều phải hiểu rằng Trung Cộng đã tuyên bố yêu sách chủ quyền gần 90% biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Cộng, thì không hôm nay cũng là ngày mai, không trước cũng là sau, Trung Quốc phải độc chiếm cho bằng được, trừ khi các nước liên kết lại tạo ra sức mạnh đủ lớn để ngăn chặn tham vọng sai trái của chúng. Bởi một khi các nước để Trung Cộng thực hiện các yêu sách đường lưỡi bò sai trái thì không chỉ các nước có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông bị mất gần hết biển đảo các nước có lợi ích hàng hải ngang qua biển Đông như Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, vân vân, phải bị mãi lộ BOT trên biển Đông và phải phụ thuộc vào sự vui buồn của Trung Cộng. Mà ngay cả siêu cường Mỹ cũng bị tống khứ ra khỏi Tây Thái Bình Dương và khả năng bị Trung Quốc đã đoạt mất vị trí siêu cường số 1 có thể chỉ là vấn đề về thời gian. Đó là lý do Trung Cộng lợi dụng lúc cộng đồng quốc tế đang bị dịch cúm tàu làm tê liệt đem lực lượng hùng hậu tàu ngầm, tàu nổi, tàu sân bay, tàu bay và tàu dân quân biển ồ ạt vào biển Đông để thực hiện những yêu sách chủ quyền đứng lưỡi bò. Một khi Trung Cộng đã chiếm được Biển Đông thì xem như là khả năng Trung Cộng trở thành bá chủ theo cây bẫy là rất lớn. Cũng vì đó mà Mỹ đã điều ba tàu sân bay cùng với bầu đoàn thê tử vào Biển Đông tập trận để kiềm chế tham vọng sai trái của Trung Cộng. Nếu Mỹ để cho Trung Cộng độc chiếm được Biển Đông thì xem như Mỹ đã mất hoàn toàn ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Như là một chuyện chớ treo của lịch sử giữa hai siêu cường Mỹ-Trung, từng một thời nghéo tay nhau dưới gầm bàn để tiêu diệt Liên Xô, để ngày nay bên này Trung Cộng phải chiếm bằng được Biển Đông để xưng bá, bên kia Mỹ cũng phải ngăn chặn bằng được Trung Cộng để độc chiếm Biển Đông để giữ bá nên hai nước kéo tàu thuyền và phi cơ vào biển Đông dày đặc. Biển Đông trở nên quá hẹp cho những toàn tính, khiến cho xác suất tàu thuyền Trung Mỹ khiêu khích và va chạm nhau gây ra chiến tranh là rất lớn. Như vậy, nếu xảy ra chiến tranh, thì Biển Đông có thể sẽ là bãi chiến trường khốc liệt. Kính thưa quý vị, nội dung bài đọc Phi cơ, tàu thuyền dày đặc, Biển Đông quá hẹp cho những toàn tính, tác giả Nguyễn Khẩn đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau